chiêm ngưỡng những hàng cây xưa hàng trăm năm tuổi vô cùng quý hiếm mà ở ngay tại trong lòng Hà Nội. Và đây là những cái cây xưa ở trong vườn Bách Thảo. Và cây xưa này thì có cái tên là xưa chắc thối. Bởi vì cái cây xưa này khi mà đốt lên thì cái khói của nó sẽ trắng và nó bốc lên cùng với lại một cái mùi nó hơi khó chịu một chút. Thành ra là người ta mới đặt tên là xưa chắc thối là như vậy. Và mỗi cây xưa ở đây thì đều được ban quản lý căng những cái dây thép gai để bảo vệ như này, tránh cái việc là trèo leo lên trên. Và bên cạnh đó thì còn có thêm cả cái gắn mã QR để du khách hoặc là mọi người có thể là quét mã và để đọc được các cái thông tin tại cái cây xưa này nhé.